đã kết thúc với U23 Myanmar rồi. Vâng, ngay cả khi tỷ số của hiệp 1 là 2-0 nhưng về Indonesia thì nhiệm vụ trong hiệp 2 cũng là vô vàn khó khăn đối với các cầu thủ Myanmar rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại cú sút điểm của Marcelino.